Ba một con SH 150 ý nhập nha cả nhà. Con xe này hai lít trước em có quay bên trong cho cả nhà xem mà hôm nay hoạt điện em lên sóng cho cả nhà xem tiếp nha cả nhà. Quay cho cả nhà xem đi anh. Rồi bây giờ cái cô thợ giới thiệu không có gành ghẻ nên anh em nhiều khi không có hiểu được nữa. Giờ Hoàng Ca là thợ nên nắm được cái con xe này nó như thế nào, ốc lô ốc rin sơn dặm tốt, còn rin chỗ nào như thế nào ha. Nói chung là không phải là con xe cứ chỉ cái này đẹp, cái này đẹp, cái nào cũng đẹp trơn, không lẽ không có xấu ha. Giờ Hoàng Ca thích kiếm cái gì xấu và Hoàng Ca quay cho anh chị em xem đó, vậy đó. Nói chung là Hoàng Ca sẽ quay cho anh chị em xem một con xe zin và một con xe chất, con xe đi ít, con xe đi nhiều nó như thế nào, thì anh em phải kết hợp lại xem từ nhiều món ha. Một con xe zin thì lúc nào cũng vậy, những cái đồ đen này sơn không bao giờ dính nha anh em. Đồ này sơn thì nó dính, đồ đen này sơn nó không dính. Anh chị em về rửa xịt nước chừng vài tháng thì nó chóc ra nó thấy ghê à ha. Cặp bao tay zin theo xe thì lúc nào nó cũng, anh chị em nè, xài theo 5 tháng thì nó cũng phải mòn tí, mà mới vô thì bao tay lô mới gắn thì anh chị em biết rồi. Mà cái bao tay mà đi nó mòn nhiều á là con xe đi nhiều ha, đi tầm khoảng hai mấy ba chục ngàn, bốn năm chục ngàn rồi ha. Mà con tay con xe mà cái bao tay nó còn được như vậy á là ok, là con xe đi ít. Giả lại ha, đây bố đĩa là phải theo xe anh em ơi, bố đĩa là phải theo xe nha, là nó dày cui luôn á. Clip trước Hoàng Ca cũng có quay cho anh chị em cái bố nó còn rất là dày ha, vỏ thì phải theo xe luôn ha, đĩa thì còn bằng phẳng nó không có phiết, ốc dấu này phải chưa có dấu mở ra, thấy không, mâm zin tất cả là zin theo 5 tháng hết đó, không có sự thay đổi. Với lại đây anh chị em xem cái yên mà đi nhiều á thì nó sẽ chạy cái chỉ này, nó sẽ gắt mắt cái chỉ này đi. Nếu mà may cái yên lại á thì anh chị em phải coi đây cái dấu bấm chì này nè, bấm mới hay là cái cũ theo 5 tháng của nó, ốc này nó có mở ra chưa, ốc này có mở ra chưa, và anh chị em dạch vô trong đây cô thợ quét nè, có dấu bấm chì chưa. Đây là con xe chưa mở yên ra, chưa mai chỉ, chưa gì hết. Giờ ở đây nó láng, nó không phải nó láng á, thì con xe đi nhiều, đây nó nhám sừ nè anh chị em thấy không, cái yên này nó cũng phải gần cả chục cũ chứ không ít đâu nha anh chị em ha, cực kỳ là đẹp. Thì anh chị em nghĩ con xe nó đi không có nhiều phải không. Nồi là phải một chưa mở, cái nồi này chưa mở, hôm bữa chạy chạy anh chị em thấy chạy không, mà nhưng Hoàng Ca chỉ đánh bát nó ra thôi, nó không bị chạy gì hết á. Con xe này nồi chưa mở ra luôn nha anh em, chưa mở nồi là gì hết ha. Dàn thùng đen cực kỳ là đẹp, không có sơn chỗ nào hết á, dàn thùng đen cực kỳ là đẹp luôn, không có, người ta không có gác chân, không có chở đồ, nó không bị chạy ha. Đồ xi á anh chị em nhìn cái ống nè, 5 tháng nó phải nhả đồ xi, là không phải tháo ra mà đổi từng con ốc ra ha, đúng ốc zin của nó 5 tháng à. Dạ à, vỏ sau cũng vậy, đát 2011 anh em ha, vỏ trước vỏ sau đều 2011 hết nha. Đây 2011 kẻ vỏ còn rất là dày, đường này cũng còn rất là dày, cục mô bin sườn còn trắng nè ha. Nếu mà cục mô bin sườn ngã vàng thì con xe đi ngoài 20.000 km ha anh chị em, mà vàng nữa thì 40-50.000 ha anh em, nhìn cho kỹ ha. Ấu, dấu ốc gì chưa có mở ra là gì hết, lớp nhôm là không có qua tẩy thuốc gì hết á. Nếu mà anh chị em muốn mua một con xe chất thì tốt nhất thì đến tận cửa hàng sẽ được bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh chị em từ ly từ tí, cho dù anh em có mua hay không mua gì cũng được hết, mình vẫn hỗ trợ và tư vấn cho anh em để có được con xe zin và đẹp ha. À, từng con ốc mà nó còn cực kỳ là đẹp, cái chấm vàng anh chị em thôi nè, chụp hình lại anh chị em, chụp hình lại cái chấm vàng của 5 tháng nó màu gì nè, nè anh chị em thấy chưa, thấy chưa nè, thấy chưa à, những cái chấm zin của nó ha anh chị em coi nè, thấy chưa đó, cái bô ram rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Đây
Nói chung Hoàng Ca lên clip lúc nào cũng cũng chỉ dẫn cho anh chị em từ đi tự ý cái mâm lửa nè, còn cái ánh bạc của nó nè, anh chị em thấy chưa? Nhiều khi trong cái mình quay trên cái màn hình thì nó sự khác biệt ở ngoài nha anh chị em. Ha. Cây đũa zin còn luôn nè. Em lấy giùm anh cây vít đây. Vít đây. Ha. Cái này là cây đũa zin còn nè, không có hít nè. Cây đũa mà mua mới bây giờ nó 20 mấy ngàn đó thì nó hít liền ha, nó giống mà những cái màu nó khác, hai cái này nó khác liền. Mà mua cái đũa xịn đó, nó cũng gần 3k thì để vô nó vẫn hít, chỉ có cái đũa zin theo xe là nó không hít à anh chị em ha, cỡ nào cũng hít hết, còn này ốc là hít liền thấy không, à, hít liền ha, anh chị em thử đi, cái đũa zin theo xe không hít, cực kỳ là một con xe nói chung là hoàn hảo hoàn chỉnh. À, đó. Xe này đầu nồi chưa mở hoàn toàn 100%, bao tay hai bên, bao tay trước sau gì còn zin hết ha, dàn thùng không có sơn, da yên rồi. Chung này không biết gọi là cọp hay không, không biết. Thì anh chị em muốn mua xe thì phải coi hết clip nha. Đó, clip này và 2-3 clip trước, từ lúc mà anh chị em để ý con xe Hoàng Ca đọc lên là số máy 107 đầu. Gửi qua từ lúc mà gửi rồi gửi hoàn thành nó như thế này, Hoàng Ca quay từ phần cho anh em hết. Dàn áo không gãy chỗ nào hết nha anh em. Con xe này chỉ dặm cặp cuộc trước á. Rồi, mâm zin đó. Dàn đèn không có cạo, không có lấy dao mà cạo ra gì hết á, nên anh em đi vô tư nó không có bị găng bị nứt ha. Đó, vô tư rồi thôi. Hoàng Ca xin chân thành cảm ơn đến tất cả các anh chị em và cô dì chú bác đã xem kênh và ủng hộ nha. Chào mọi người nè em ơi.